Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Rồi thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi tiến hóa em Cupfu nha mọi người ơi. Thì theo mình tìm hiểu á thì cái em Cupfu này á có hai dạng để tiến hóa. Một là tiến hóa tại cái tòa tháp bóng tối này, hai là chúng ta có thể tiến hóa tại cái tòa tháp nước nha mọi người ơi. Nhưng mà mình chỉ bắt được có một em Cupfu thôi, nên là chắc chúng ta sẽ tiến hóa em ở tại cái tòa tháp bóng tối này luôn nha. Mình thấy bên này có một em Pikachu nè. Pikachu. Ôi mình chưa có Pikachu luôn mọi người ạ. Wow. Đây rồi, em Pikachu đầu tiên của chúng ta. Đâu rồi, đâu rồi? À đây nè, Pikachu cấp 35. Wow. Cực kỳ cute không ai que luôn. Mình sẽ bắt ẻm bằng Whipball nha. Mấy em này thì cứ Whipball mà giả thôi mọi người ơi. Yes, thành công. Sau khi đã dọn dẹp những cái sạp đồ ở đây thì mình cũng đã được 353.000 Poké đô la rồi nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào trong đây và mình mua thêm một mớ Hyper Potion đi. Mình đang bị thiếu cái vật phẩm hồi phục này một cách khá là trầm trọng đó. Để cái gì vậy? Sand Slash. Em này mình cũng chưa có luôn. Vậy thì mau bắt nhanh nó bằng Whipball nào mọi người ơi. Sand Slash. Và thành công nha. Lại thêm một em Pokemon nữa. Coi em nào nữa không? Ôi, khác Nia đây mình có gì ta? Ê, chưa có nha mọi người. Em xương rồng Kute của Bayware nè. Bắt luôn đi ha. Bằng Whipball thôi. Sẵn lâu lâu mới qua cái vùng sa mạc, nên là chúng ta ghé tạm ở đây một chút. Đó, Whipball thành công nha. Mấy em Shellder này. Ui, mình cũng chưa bắt luôn hả? Trời ơi, sao tôi có thể bỏ lỡ những cái em cơ bản như thế này được nhờ. Hey, vẫn tiếp tục là Whipball thôi nha. Và thành công dễ dàng lắm mọi người ạ. Bên này có một em, đây là Flittle. Flittle. Em này hả? Vẫn tiếp tục Whipball thôi. Tôi nhiều cái quả này mà, cứ xài cho thoải mái mới được. Lại theo em Pokemon khác nữa nha. Chúng ta đã đạt được 235 em Pokemon rồi đó. Ui, Cáp Sa Kích. Em này mình cũng chưa có luôn. Tranh thủ, tranh thủ. Lâu lâu có dịp phải tranh thủ. Và thành công nha. Ngon lành luôn. Chúng ta được thành tựu gì đây? Bắt 25 bộ cái môn hệ hệ cỏ hả? Đây là Heliolis. Ê, mình vẫn chưa có luôn. Trời ơi. Sao qua đây tôi tranh thủ quá vậy hen? À, xa xa còn có một cái nhiệm vụ màu xanh nữa mọi người ơi. Để mình bắt xong em này đi, rồi mình qua mình coi thử nha. Lần này là bắt không được đấy. Bắt không được là khả năng dùng Thunderbolt rồi. Ui, mình chỉ còn có 158 quả rồi. Mấy tập trước dùng bắt mấy Pokemon khác nhưng mà không có thành công. Trời ơi, nó bị phí Ball ở cái giai đoạn này đó. Flittle là mình có rồi. Em gì đấy? Một em voi gì đó rất là dễ thương. Đây là Cufin. Cufin mình cũng chưa có luôn. Tranh thủ nào mọi người ơi. Và lần này rất là đơn giản nha. Dropping. Em này mình có chưa giờ? Hả? Chưa có luôn. Trời ơi là trời.
Sao tôi lại missing nhiều em quá vậy ta? Vẫn là Whitbon thôi. Ba, thành công. Ngon lành. Em new mùa này mình có chưa? À, Dutch Trio nữa. Dutch Trio là chưa có rồi. Whitbon nha mọi người ơi. Ây da, bắt không thành công. Càng đó. Vậy thì tôi xài Thunderbolt vậy. Ây cha, mình không có đem em Zangu ra để mà phone sweep nè. Mấy em này em lộng hành quá ta. Thôi, mình nghĩ là tới lúc rồi. Tranh thủ bắt một cái mon thì phải cho Zangu ra mới được. Không thể nhẫn nhịn được nữa. Làm lại Dutch Trio. Để coi lần này như thế nào đây. Ấy, vẫn không thành công như mọi khi hen. Vậy thì chúng ta phải sử dụng biện pháp mạnh. Phone sweep em. Trời ơi, một máu nghe chưa. Chưa cái tật. Em này một máu rồi, mình cũng không biết bắt bằng quả gì luôn á. Chắc xài Ultra Ball đi ha. À, cái gì mà Ultra Ball không có chịu vô luôn vậy. Tí Ray Ball đi nha. Rayborn cũng không thành công mọi người ạ. Chúng tôi làm lại. Cái gì đâu. Bá. Ui, thành công. Trong khi đó chúng ta có một em hút ba vừa spawn. Tên tên. Rồi. Đây là cuốn bí kíp Throne of Darkness. Ok. Cúp phu ra trận. Để tiến hóa cúp phu thì chúng ta sẽ còn bấm chuột phải vào ẻm. Khi mà ở trước mặt cái cuốn bí kíp của hệ bóng tối nha mọi người ơi. Đây, tiến hóa luôn nha. Tên 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 cúp phu. Và đây chỉ là một trong hai hình dáng tiến hóa của cúp phu thôi nha mọi người ơi. Wow, xịn sò chứ. Và đây là Urshifu. Chúng ta học được skill khá xịn đây. Wicked Blow. Urshifu. Cái này cởi được không? Cởi được nha mọi người ơi. Wow. Này thì tiến hóa tại cái tòa tháp bóng tối á là em Urshifu này sẽ mang hai hệ nha mọi người ơi, là hệ giác đấu và hệ bóng tối. Còn mà nếu mà tiến hóa cúp phu tại tòa tháp của nước thì chúng ta sẽ mang song hệ là hệ giác đấu và hệ nước nha. Ok, giờ thì mình đi thử chiêu của em Urshifu này xem như thế nào nha. Ten, nói chung là cũng ngon lành đó. Ê à. Sẵn dưới đây cái em Pokemon nào muốn so tài không á nhờ. Thử coi. Urshifu. Bên này như có mấy em rắn gì nè mọi người. Gấp xe kích là mình có rồi. Silicupra chưa có nè. Chưa có thì chắc phải đi bắt rồi. Làm phát đi. Whitbon trước đi. Và lần này yes, thành công dễ dàng. Cho mình thử coi. Ủa sao vẫn là một hình dáng này hả ta.
Mình tưởng là nó phải đổi màu gì đó chứ nhờ. Mắt nứt cồn phát đi. Ủa, cậu đấy. À quên, em Yusufu của mình mới cấp 15 hả? Hèn chi, chảnh của tỏi hay chưa? Ui, phía này có em gì đây? Marakut, một em xương rồng khác. Mình cũng chưa có luôn. Tiền là bắt thôi mọi người ơi, không để chơi gì hết. Yes, ngon lành. Em gì đây? Lavesta. Ui, hồi xưa em này hiếm xuất hiện lắm mà ta. Giờ sao nhơ nhởn vậy? Vẫn tiếp tục là Whitbon thôi. Đó. Biết ngay là bắt em này khó mà. Phone sweep em thôi nha mọi người. Gì đâu. Xài thử tí Nestball thử nha. Ui, Sangu của mình lên được cấp 80 rồi hả? Nhanh đấy. Nestball. Ui, không thành công rồi. Vậy thì đổi qua Liverpool vậy. Trời, mình đang bị đốt nữa chứ. Đúng đời. Và Liverpool thành công. Wow. Em gì nữa đây? Magma. Chưa có luôn. Trời ơi, đâu ra xuất hiện một mùi vậy. Cảm ơn rất nhiều. Tha hồ mà bắt luôn nha mọi người ơi. Magma nhìn giống con vịt ha. Dễ thương. Numo. Numo chưa có hả? Nhưng mà mình có cấp 2 của nó là Camrup. Ảo thật. Gặp nhưng mà không bắt. Không bắt thì lần này bắt bù đi. Chắc lúc đó tôi nghèo khó, tôi không có bon đó. Đã. Bây giờ thì tha hồ nghe chưa. Cái giếng này mới được nè. Tin, không biết được cái gì đây. Power Way, cũng được mọi người. Cái này dùng để luyện chỉ số EV về máu á. Nhưng mà tạm cất cái đó đi. Tập ngày hôm nay chắc đi phiêu lưu thôi, đi luyện thì hơi lâu đấy. Ôi, Whitney spawn. Đây. Tôi lỡ cái em Whitney này nhiều lần lắm rồi đó. Giờ phải thu phục lại mới được. Ui, gì kích thước có tí hon quá vậy. Tôi còn nhớ những tập đầu tôi bắt em này không có thành công nè. Tại vì tôi không có bon. Pokemon của tôi còn bị yếu nữa. Để coi. Dạ, bây giờ vẫn khó như những tập đầu nha mọi người ơi. Cũng không đơn giản đâu. Phone sweep thôi. Rồi đang tối nữa, tranh thủ phone sweep lẹ lên. Em này cấp 70 lận. Phone sweep chắc hơi lâu nè. À, quả thứ hai chúng ta sẽ sử dụng. Chắc chắn là phải 3 quả Dust Ball đi. Để mà kiểm tra thực lực của em này coi như thế nào cái đã. À dạ, quả 1 là không thành công nè. Còn bật trở lại nữa chứ. Đấy rồi, cơ hội ngàn năm có một. Vẫn tiếp tục là Dust Ball thôi. Khó nha. Nhìn em này siêu tí hon, siêu cute luôn. Tiếp tục. Quả Dust Ball chắc là cuối cùng rồi đó. Không được là tôi chuyển qua cái quả Ball khác ngay lập tức. Rồi, không chần chờ nữa. Làm luôn mọi người ạ. Thamo Ball ra trận. Còn 155 quả mà. Dùng hết cho em này luôn đi. Ui à. Đau đấy. Trời,
đánh ra mấy game huyền thoại này tiêu hao quá nhiều Thunderbolt của tôi rồi. Mình ngửi thấy mùi lại này sắp hẹo rồi đó. Ủa đây rồi. Và ủa, trời ơi, vãi cái chữ mọi người ạ. Lại thất bại với Bitini nữa rồi. Khó cực kỳ. Không có dễ chơi đâu. Thôi thì thẳng tôi lang thang vùng này, tôi bắt thêm mấy em một cái môn khác đỡ buồn vậy. Một cái môn thường thì tôi không sợ. Rồi không bắt được mấy em huyền thoại huyền ảo thôi. Nó bị tiếc á. Đấy, thấy chưa? Một cái môn thường vào cái khác ngay. Pixel hả? Làm gì đây? Lucio, mình cũng chưa có luôn. Bắt vội ấy chứ. Biết đâu tập này mình hên hên mình được 30% một cái death thì sao? Litleo hả? Cũng chưa có luôn. Tranh thủ mọi người à. Đơn giản nhờ. Ta được thành tựu gì đây? À, bắt 10 Pokemon hệ lửa. Một em Helioptile. Helioptile. Rất là dễ thương luôn nha. Bắt luôn nào. Ngon lành chưa? Rồi em nào nữa không? Litzel có rồi. Bên này có hai Pokemon gì đó là lạ nè. Đây là Smolip. À Smolip như mình đã bắt ở cái hội quán hệ cỏ rồi. Oh, Raikou spawn nữa. Raikou hả? Raikou tôi có rồi mà. Còn mấy em Pokemon mình có không à? Buồn ghê. Đây là Nidoran, con này con đực nha mọi người. Bắt luôn nào. Rồi kiểu của tôi ở đâu? Cái này luôn hả? Trước mặt luôn. Ô cái gì có chút ác vậy má. Làm tí ra kêu quá nhờ. Làm tí đi chứ. Ngại ngùng gì nữa. Ôi da. Hay làm gì đó mà nó thình rồi sót rồi cái gớm vậy. Qua một hồi thu phục tới giờ chưa thành công là mình nghĩ cái em Raikou này cũng sắp hẹo rồi đó mọi người ạ. Để mình coi khi nào nó hẹo thôi nha. Ô ô. Ờ nó làm chậm chậm. Nó gieo hy vọng rồi xong nó dập tắt hy vọng mà. Đây thật. Không có gì tiến triển mọi người. Vẫn vậy. Từ sáng hôm trước tới sáng hôm sau bắt chưa xong. Ơi là trời. Ấy đây rồi. À, vừa nói xong. Ê, ảo thật. Ê, hình như nó nghe tiếng lòng của mình ấy. Từ từ nhé. Ôi tức là bắt tốt quá đấy các bạn ạ. Ủa em này không cộng không trừ bất kỳ dãy số nó luôn, nhưng mà kích thước búp mi. Rồi kích thước cũng không quan trọng lắm. Đỡ hơn em Raikou này. Vì to speak thì đâu vào tấn công được. Sing hả? Tách đấu tôi hả? Ghê vậy. Từ từ, lại thấy. Muốn tách đấu gì? Ngủ một phát đi. À, sinh với tôi hả? Bắt luôn.
Game hụt cào cổ thì mình cũng chưa có nè. Bắt hết mọi người, không chưa cái gì hết trơn. Và lần này ấy chưa thành công nha. Đi ra Farik. Giống nó đỡ đập ngược lại quá vậy. Cái đuôi nó kìa, nó có con gì chỗ cái đuôi á. Ghê quá. Wonderball đi. Làm tí Wonderball. Và ủa, chưa được mọi người. Khó đấy, khó đấy. Ôi chắc chơi Thunderbolt quá nhờ. Trời ơi, từ đầu không làm như vậy đi. Làm cho đỡ tốn công này hôm kia chưa. Tiếp theo là em Shin. Em này mình cũng chưa có luôn. Nên là sử dụng Whipball nha mọi người ơi. Và lần này trời ơi, đơn giản hơn các lần trước ạ. Ồ, phía bên này có em Pokemon gì đó nè mọi người ạ. Từ từ. Đầu tiên là Raihan. Raihan thì chắc là Whipball là được rồi ha. Mới cấp 20 nhiêu. Và yes. Biết ngay là ngon lành mà. Màu xanh nó đâu nhờ. À đây đây đây. À em này là Limora. Trời ơi nằm túc cái dưới này. Làm tôi tìm nãy giờ không thấy. Dạ yeah. Gì kìa vậy. Thôi chạy luôn. Đổi Pokemon khác cái chứ. Dạ gì mà tôi đánh bằng Charizard. Bon nè. Hãy khuất phục đi. Nó xòe cánh hoa ra kìa. Đẹp đấy. Thì có đẹp đó nhưng mà phải tiễn em này lên đường rồi. Ủa trâu thế. Em xài chiêu gì vậy? Rock Roll. Em đá hả? Ném đá dấu tay nè. Ui nó xòe nó đẹp quá. Pokemon dưới hang xài Dust Ball thử được không ta? Phá. Ôi không được. Chỉ hay thì chứ chứ nhưng mà vẫn chưa thỏa một vài điều kiện sao á mọi người ạ. Cái gì vậy trời. Chui vô hang mà bắt cũng khó nữa. Dust Ball giả đi. Đó. Cái từ đầu vậy được không. Rồi mất thời gian của tôi rồi đó. Mình sẽ tiếp tục phiêu lưu tại cái vùng đất này nữa nha mọi người ơi. Một em Rulai. Em này mình cũng chưa có luôn nè. Trời, ngon lành. Bích bò một phát nha. Tập ngày hôm nay phải ráng mà đẩy lên thật là nhiều phần trăm của Pokédex mới được mọi người ơi. Thành công luôn, ngon lành. Chua chua, một em đà điểu hai đầu. Lụm luôn nha, đà điểu hai đầu hả? Wow, tính ra vùng này khá là nhiều Pokemon mình chưa bắt đó nhờ. Savannah. Đó. Ui, em voi này mình bắt rồi đúng không ta? Cufins. Mấy em Raihan này thì vừa mới bắt rồi. Để mình coi còn em nào nữa không. Em này hình như chưa có nè. Nidoran. À con này là con cái mọi người ạ. Ồ ngon luôn. Whip
Quên thôi nào. Và thành công nha. Mấy con này thì dễ thôi. Tô chích nè. Gà lôi lửa. Lâu lắm rồi mới gặp lại mấy em Pokemon khởi đầu nè mọi người ơi. Thử trước một quả Whitbon nha. Hy vọng là thành công. Gà lôi lửa. Úi, thành công luôn. Xịn sò. Ô, phía này có em Đà điểu ba đầu màu hồng á. Sao bây giờ nó có nhiều em Pokemon màu hồng như ta? Có lẽ là một cái form gì đó mới mà mình chưa có cập nhật mọi người ạ. Nên cũng không có rõ thông tin đó. Hai, màu hồng hay là màu thường thì tôi cũng bắt thôi. Trời ơi, thành công dễ dàng. Ui, chúng ta học được Fair Blitz rồi nè. Chiêu này mình sẽ thay Inferno nha. Một trong những chiêu cũng khá mạnh của em Charizard đó. Em này là em có chiêu Phone Sweep mà mình rất là thường sử dụng luôn nè mọi người ơi. Xài quá gì nhờ? Whitbon đi ha. Cứ từ từ, cứ bình tĩnh thôi. Và lần này... Ui, ngon. Ôi, mà chúng ta cũng đã lỡ luyện cấp cho em Zangu lên cấp 80 rồi. Thôi, lỡ luyện thì để vậy luôn đi ha. Zepchia, em này mình chưa có nè. Mới bắt cấp 1 của em thôi. Whitbon thôi. Trời ơi. Cuộc hành trình của tôi chủ yếu là đi phiêu lưu, kiếm Pokemon và đi sưu tầm thôi mọi người ạ. Đó, nó chỉ vậy thôi. Ngôi làng gì đây? Gì to vậy? Wow. Một cái kiến trúc đồ sộ vãi cái chưởng mọi người ạ. Wow. What the hell? Cái gì bên kia vậy trời? Sợ vậy? Ây da, trời ơi, mấy mèo ơi. Ủa, có cái xe đạp ở đây luôn à? À, mèo metan. Ui, vậy đây là hội quán hệ thép à? Ok, wow, một cái ngôi làng cực kỳ xịn sò luôn. Để mình qua từng cái nhà mình coi thử nha. Đây là gì nữa đây? Honey cơm, mật ong hả? Sweet berry nữa nè. Nhiều đồ quá vậy. Bánh nữa nè. Ui, cái này có một bức tranh. Có một bức tranh nó bị rớt xuống. Nhưng không phải là lỗi tôi đâu nha. Lên tầng có gì hết đâu không? Ủa, tuồng của Magina. Trời, cũng là một trong những em Pokemon huyền ảo huyền thoại gì đó nè. Ui xôi ôi đồ kìa, chất đóng luôn mọi người ơi, chất núi luôn. Vậy để tôi đi khám phá coi như thế nào đây. Bên này thấy cái đường vô nè. Ủa, tượng của Golurk hả? Wow, ôi giáp gì đây? Neo Flatma. Quên một cây luôn. Lâm ghim sai chúng ta không có đập ra được nè. Mắc ma, đồ mắc ma. Cái gì mà trong đây nhiều đồ giáp vậy? Ê, chà, quá đã mọi người ơi. Phim hả? Cái này cũng phim bình thường thôi. Ý, phía bên này mình thấy một bộ khác nữa nè. Bộ Awa. Ui, nhiều đồ lắm mọi người ơi. Bộ Awa nè, lấy luôn. Tranh thủ là lụm hết. Bên đây là bộ gì nữa đây? Bộ Rocket.
Ui cha, khuyến mãi 4 bộ đồ. Đây là Mon Cạc Arena hả? À, dùng để chơi thẻ bài mọi người ơi. Mình thì không biết chơi thẻ bài của cái trò này nè. Thôi vào nhà dưới kiếm người thử có gì hot luôn. Bánh mì sắp bách. Đây, cái gì nữa đây? Đây là Shallow Sable hả? Vẫn chưa biết công dụng luôn. Hai cái yên ngựa. Top Keeper này bán cái gì? Cũng không có gì đó xịn sò cho lắm. À, cái này là cửa sau nhà của người ta. Phải trưởng thật. Lên tầng coi. Ui da. Ui da. Ui da. Trời ơi, giống ở trong mơ vậy. Đồ nhiều quá vậy. Ủa, thêm một cái ba lô màu hồng nữa. Sau khi về nhà và dọn dẹp mớ đồ rồi thì mình cũng đã quay trở lại rồi nha mọi người ơi. Ồ, ta nói cái quần thể của cái Steel Game này nó to vãi ha, nó đẹp nữa. Rồi, để mình khám phá hết những cái ngôi nhà còn lại xem như thế nào nha. Ai chà, mấy ngôi nhà khúc dưới bên này mình khám phá chưa nhờ. Ủa, có hầm. Giấu cái gì ở đây ta? Ui, biết tên này spawn nữa. Yeah. Ui, có một cái cung tên gì đó mọi người ạ. Nhưng mà khoan, để tôi ra tôi kiếm Bittany coi. À, đây nè, đây nè. Lại là em nó. Bittany. Đâu rồi? Bittany. Đây, 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 đây. Cấp 70 mọi người ạ. Quả đầu tiên vẫn tiếp tục là Woodborn thôi nha. Tức nghĩ là nếu đánh không lại mình nên chơi cái bài là spam chiêu đi ha mọi người ha. Ê, đánh đào đó. Cho tôi chạy thoát đi. Đây, mình đang có ý này. Mình sẽ tiếp tục xài Sweet Ball chắc đâu đó tầm 10 tên như vậy đi. Tại vì em này cũng khó bắt mà. Nên chúng ta sẽ chơi cái kiểu này đi. Được tới đâu hay tới đó nha mọi người. Ý ní. Vẫn tiếp tục là Sweet Ball thôi. Đấy, tỷ lệ 5 chấm nhưng mà không thành công. Mà chúng ta phải cố gắng thôi, biết sao giờ. Rồi, lại tiếp tục chơi cái bài này đi. Hôm nay là đã lỡ một em Bittany rồi đó. Vẫn như vậy, không khác gì hết trơn. Rồi, giờ chúng ta mới bắt thật sự nè. Vẫn tiếp tục là Whitbon thôi. Bởi Whitbon thứ 5 rồi đó. Tính là tỷ lệ 5 chấm mà khó vào đấy. Ôi ôi, đúng là Pokemon hàng Legendary mọi người ơi. Khó cực kỳ luôn. Dustbon thì sao? Cũng vậy thôi. Ok, nếu vậy thì chúng ta phải đi hồi máu dần dần cho Sengu vậy. Vẫn cái lượng máu là 0.4%. Liệu lần này chúng ta có thu phục được hay không? Phải đợi xem một chút nha mọi người ơi. Quả đầu tiên trong cái tên sau này sẽ là Dustbone. Đánh đau phải. Vẫn tiếp tục là Dustbone nha. Em này đánh đau thật sự không giỡn đâu. À, nó cứ liên tục nó bút cái chỉ số rồi xong nó mới ra đòn cái liễu hàng chi ạ. Đau phải chưởng.
vẫn tiếp tục là Dustborn thôi. Chúng ta cố kiên trì với cái quả này thử xem sao. Cái gì sai một hit dãnh luôn nhiều Pokemon của mình vậy? Ơi, công nhận mạnh nha, mà mạnh vừa phải thôi, mạnh quá rồi đó. Ủa, nó đang đi lùi vậy, đi đâu vậy? Và lần này yes, trời ơi. Ui, Rankling em này mình chưa có nè, sẵn bắt luôn nha. Trời ơi, Vitty đi. À, Dustborn có lợi hơn mọi người ơi. Bệt quá, nãy mà xài Thunderbolt rồi có khi đã stuck nữa mà nó không thành công rồi đó. Và Whisper thành công. À, đây là Fawnclink chứ. Mình cứ nhầm. À, còn đây là nhà của chị y tá. Ủa phải không? Không phải chị y tá mọi người. Ủa? Ủa đúng, nhà chị y tá rồi nhưng mà không có hồi máu được. Chị y tá chỉ kêu là không có tìm thấy được một cái healer nào hết. Và chúng ta lại gặp những cái bộ giáp nè. Ủa? À, nhà y tế bên đây mới đúng mọi người ơi. Trời ơi, nó phải là như thế. Ui, biểu tượng của y tá Chensi. Gì đây? À, đây là tầng 1 đúng không? Lên tầng được nè. À, là Trade Center, tức là cái sảnh đó mà chúng ta đi trao đổi. Xin xin. Wow, và đây là phòng khách hả? Wow, thiết kế đẹp nhờ. Còn gì hết không? Rồi, tiếp theo, lên trên cái nữa không? Lên trên cái nữa. À, đây là cafeteria. Ôi, chỗ uống cà phê hả? Oh, shopkeeper nè, bán gì đây? Xịn xịn. Ở trong đây. Đồ đạc như vậy thôi. Hay nha. Wow, khúc dưới đây rộng cực kỳ luôn mọi người ơi. Ui, Regigigaspawn. Ồ, Savannah Play 2. Là hướng bên này à? Mình đang không có biết là cái em Regigigas em spawn dưới đâu. Nhưng mà theo thông tin của mình á, thì em ở dưới cái độ sâu là 40 đó. Vậy thì để mình đào xuống cái độ sâu là dưới 40 đi, nó coi như thế nào nha. Cái chữ thật á chứ. Hy vọng dưới đây gặp được cái hang. À, đây đây đây, trước mặt đây. Ây cha. Đó, phải xuống trước cái chế độ sâu này và chuyển cái map á, thì mình mới có khả năng mình thấy được em á. Ừ, cũng xa mình phết đấy. Nhanh 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 nhanh, coi chừng em despawn. Trời ơi, xịn xò luôn. À, hàng chi. Mấy em này hơi khó nha mọi người ơi. Nếu là phải chuyển mini map về cái dạng mà dưới hang á thì mới ra có khả năng mà thấy được. Mình đang ở độ sâu 40 và chắc ở trên đầu em. Đây, dưới đây là độ sâu 35 nè. Wow. Vị trí gigat mọi người ơi. Xịn xịn. Whitbone sẽ là quả đầu tiên của mình nha. Wow. Trời ơi, không thành công rồi. À, như là chắc là phone sweep đi ha. Sai, xịn sao con bò luôn. Dạ. Yeah. Em là mình confused rồi kìa. Không sao, phone sweep. Ê chết rồi, bị confused nên là tự tấn công mình luôn. Tiếp tục phone sweep. Wow, em này to khủng khiếp luôn mọi người ơi.
chúng ta có thể sử dụng quả Heavy Ball game này được nha. Và cả Dust Ball nữa. Đang dưới hang mà. Regigigas, Pokemon hệ thường. Hệ thường hả? Mình đã không có Pokemon hệ ma. Thôi, như đầy máu là ok rồi đó. Kế tiếp thì đổi qua Zacian đi ha. Đó, cho ra chọn làm tí tăng cơ đi. Ok, quả đầu tiên mình sẽ sử dụng đó chính là Heavy Ball. Ôi ôi, em này thì thôi, chắc là đạt kích thước Heavy rồi. Ui, chưa được. Nhìn hùng vĩ vãi chưởng hả? Như một cái núi vậy anh em ạ. Vẫn tiếp tục là Heavy Ball nha. Xời. Còn gì bằng nữa. Và lần này, yes, vãi cả chưởng thật. Ê, từ từ để mình đào hang lên lại coi. Ủa, ngon lành luôn. Ê, sao có ông này đi theo tôi vậy? Rồi sao? Thôi, đi theo chắc ở dưới đây luôn chứ sao nữa. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Trong tập ngày hôm nay mình đã rất là may mắn luôn, khi mà thu phục được cả Victini và Regigigas. Ngoài ra thì mình cũng đã tiến hóa Cúp Phu lên Yusifu. Đó, nhưng mà là cái dạng đắt nét nha mọi người ơi. Còn dạng Water thì chúng ta phải bắt theo bộ em Cúp Phu nữa mới được nha. Thì nếu các bạn thích video lần này, đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.